Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo tờ New York Post cho biết, một nghiên cứu của các học giả thuộc Đại học Harvard, Mỹ vừa qua cho rằng người ngoài hành tinh có thể đang sống giữa chúng ta. Không dừng lại ở đó, nghiên cứu mới nói trên còn nhận định rằng người ngoài hành tinh cũng có thể sống dưới lòng đất hoặc trong một căn cứ bên trong mặt trăng. Được biết, nghiên cứu mới thuộc chương trình Phát triển con người của Đại học Harvard tiếp tục đưa ra ý tưởng rằng UFO hay hiện tượng trên không không xác định UAP có thể là những tàu vũ trụ đến thăm những người bạn ngoài hành tinh trên trái đất của chúng. Nghiên cứu mới nhằm đưa ra một lời giải thích độc đáo thay thế cho việc tìm thấy UAP và đưa ra giả thuyết về ý nghĩa của chúng, cũng như khả năng UAP có thể liên quan đến các dạng trí thông minh phi con người, NHI, đã hiện diện trong môi trường trái đất theo một nghĩa nào đó, tồn tại bên cạnh chúng ta dưới dạng tàng hình. Cũng trong nghiên cứu mới, các học giả Harvard nghiên cứu 4 giả thuyết về người ngoài hành tinh sống gần con người. Theo giả thuyết đầu tiên, một nền văn minh cổ đại của con người có công nghệ tiên tiến đã bị phá hủy phần lớn sau các đợt thiên tai, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại ở dạng tàn dư và đó là một dạng người ngoài hành tinh. Giả thuyết thứ hai cho rằng một dạng người ngoài hành tinh xuất phát từ một nền văn minh phi nhân loại có công nghệ tiên tiến, bao gồm một số động vật sống trên cạn đã tiến hóa để sống ẩn mình, chẳng hạn như sống dưới lòng đất. Đây có thể là hậu duệ của một loài vượn nhân hình hoặc hậu duệ của những loài khủng long thông minh chưa được biết đến. Còn theo giả thuyết thứ ba, một dạng người ngoài hành tinh là những sinh vật có thể đã đến trái đất từ nơi khác trong vũ trụ hoặc từ tương lai của con người và ẩn mình trong dạng tàng hình, chẳng hạn như trên mặt trăng. Giả thuyết thứ tư cho rằng có một dạng người ngoài hành tinh giống những thiên thần mang tính tưởng tượng hơn, liên hệ với thế giới con người theo những cách ít công nghệ hơn và huyền diệu hơn. Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng nghiên cứu của họ có thể bị hầu hết các nhà khoa học xem xét một cách hoài nghi. nhưng kêu gọi cộng đồng khoa học xem xét tuyên bố của họ trên tinh thần cởi mở về mặt nhận thức. Hiện nghiên cứu mới vẫn chưa được các nhà khoa học trong cùng ngành bình duyệt. Theo một nghiên cứu được Lầu Năm Góc công bố vào ngày 8 tháng 3 cho thấy, không có bằng chứng nào về người ngoài hành tinh hay trí thông minh ngoài trái đất. Theo hãng tin AFP, nghiên cứu được thực hiện nhằm xác thực các báo cáo về các trường hợp nhìn thấy vật thể bay không xác định UFO. Được biết, văn phòng giải quyết bất thường trên mọi lĩnh vực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện. Nghiên cứu đã phân tích các cuộc điều tra của chính phủ Mỹ từ năm 1945 đối với những báo cáo về các trường hợp nhìn thấy hiện tượng dị thường không xác định, thường được biết đến là UFO. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào trong các trường hợp chứng kiến cho thấy có dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh. Hay việc chính phủ Mỹ và các công ty tư nhân đã có thể đảo ngược công nghệ ngoài trái đất và âm mưu che giấu việc này với công chúng. Ví dụ, nghiên cứu đã bác bỏ tuyên bố cho rằng một cựu quan chức cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA đã tham gia vào việc quản lý tiến độ và thử nghiệm công nghệ ngoài trái đất. Nghiên cứu cũng đồng thời bác bỏ một tài liệu tình báo cộng đồng vào năm 1961 với bản chất được cho là ngoài trái đất của UFO. Hãng tin AFP trích từ nghiên cứu tuyên bố rằng tất cả các nỗ lực điều tra trong mọi cấp độ phân loại đều kết luận rằng hầu hết các trường hợp nhìn thấy đều là những vật thể và hiện tượng thông thường và các trường hợp này thường là do xác định sai. Theo các tác giả, Nghiên cứu được đề cập có mục đích áp dụng phân tích khoa học chính xác cho chủ đề đã từ lâu thu hút trí tưởng tượng của công chúng Mỹ. Cũng theo AFP, các quan chức Mỹ đã nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho hàng loạt báo cáo về việc nhìn thấy UFO trong nhiều năm qua, nhưng cho đến nay vẫn chưa xác định được bất kỳ bằng chứng thực tế nào về sự sống ngoài trái đất. Trước đó, một báo cáo của chính phủ Mỹ năm 2021 đã xem xét 144 trường hợp nhìn thấy các máy bay hoặc các thiết bị có vẻ đang bay với tốc độ hoặc quỹ đạo bí ẩn, cũng không tìm thấy các mối liên hệ ngoài trái đất, nhưng đưa ra một số kết luận và kêu gọi việc thu thập dữ liệu tốt hơn. Hiện vấn đề về UFO đang nhận được sự chú ý khi vào mùa hè năm 2023, một sĩ quan tình báo không quân Mỹ đã nghỉ hưu đã làm chứng trước Quốc hội Mỹ về việc nước này đang che giấu một chương trình có từ lâu nhằm thu thập và đảo ngược công nghệ của các vật thể bay không xác định. Được biết, Lầu Năm Góc đã bác bỏ cáo buộc này và cho biết vào cuối năm 2022, một văn phòng chuyên theo dõi các báo cáo về vật thể bay không xác định đã được thành lập, cũng là văn phòng công bố nghiên cứu ngày 8 tháng 3. Sau đó, văn phòng này đã nhận được vài trăm báo cáo mới, nhưng không tìm ra bằng chứng cho thấy có sự sống ngoài trái đất. Dù có nhiều lời phủ nhận chỉ ra rằng, người ngoài hành tinh không có thật hay họ không sống xung quanh ta, dù chưa thu được kết quả, song giới nghiên cứu đã liên tục tìm cách truyền thông điệp cho người ngoài hành tinh trong hàng chục năm qua. Theo đó, từ thập niên 1960, cộng đồng khoa học đã liên tục cố gắng phát hiện tín hiệu từ những nền văn minh cao cấp. Một trong số đó nằm trong dự án toàn cầu Tìm kiếm trí thông minh ngoài hành tinh SETI. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kính viễn vọng vô tuyến để quét bầu trời tìm tín hiệu khác thường, có thể hé lộ dấu vết của người ngoài hành tinh. Ngoài tín hiệu vô tuyến, họ cũng cân nhắc tìm kiếm dấu hiệu của công nghệ tiên tiến như siêu cấu trúc, ô nhiễm khí quyển hoặc sự phát thải năng lượng kỳ lạ, giúp cung cấp bằng chứng thuyết phục về sự sống thông minh bên ngoài trái đất. Ngoài ra, theo trang Amusing Planet cho biết, giới nghiên cứu cũng tìm cách gửi thông điệp cho người ngoài hành tinh thông qua nhiều dự án. Trong đó, thông điệp MOSS là một trong những tín hiệu vô tuyến đầu tiên nhắm tới trí thông minh liên sao. Được biết, thông điệp bao gồm 3 chữ M-I-R, có nghĩa là hòa bình và thế giới trong tiếng Nga. Lenin và USSR mã hóa bằng mã Moss và truyền từ sao kim vào năm 1962 từ tổ hợp radar hành tinh Evatoria Planetary Radar EPR mới xây dựng ở Crimea. Quá trình truyền chia thành hai phần. Tin nhắn đầu tiên MIR truyền vào ngày 19 tháng 11 năm 1962, và tin nhắn thứ hai bao gồm chữ Lenin và USSR truyền vào ngày 24 tháng 11 năm 1962. Cả hai tín hiệu phản xạ từ bề mặt sao kim và được thu lại trên trái đất sau 4,5 phút. Xét theo vị trí của sao kim trong tháng 11 năm 1962, thông điệp hiện nay đã truyền khắp vũ trụ hướng về phía tròm sao Libra. Không dừng lại ở đó, các chuyên gia cũng đã cố gắng giao tiếp với người ngoài hành tinh thông qua bảng mạ vàng trên tàu Pioneer. Theo kế hoạch, nằm bên ngoài thân tàu vũ trụ Pion-10 và Pion-11 là cặp bảng nhôm mạ vàng truyền thông điệp dưới dạng hình ảnh. Tấm bảng nhôm có hình một người đàn ông và phụ nữ cùng với vài biểu tượng được thiết kế để cung cấp thông tin về nguồn gốc của tàu vũ trụ. Chúng bao gồm hình đại diện cho sự biến đổi cấu trúc siêu tinh tế của hydro, nguyên tố dồi dào nhất trong vũ trụ, bản đồ sao xung với mặt trời ở trung tâm, cho thấy khoảng cách tương đối của 14 chuẩn tinh và mã nhị phân chu kỳ của chúng, giúp xác định thời kỳ phóng. Hình bóng của tàu Pioneer phía sau hình ảnh con người giúp suy đoán kích thước con người thông qua đo tàu vũ trụ. Và hình phát thảo mặt trời với mũi tên dài chỉ ra trái đất là hành tinh phóng tàu. Được biết tàu Pioneer 10 phóng vào năm 1972, sau đó tàu bay qua sao mộc năm 1973, cắt ngang quỹ đạo sao thổ năm 1976, sao thiên vương năm 1973 và sao hải vương năm 1983. Liên lạc thành công lần cuối cùng với con tàu diễn ra vào năm 2002 khi tàu Pioneer 10 ở cách trái đất 12 tỷ km. Hiện nay, tàu đang bay về hướng ngôi sao Adebaran, cách 65 năm ánh sáng trong chòm Taurus. Sau đó, tàu Pioneer 11 được phóng vào năm 1973, bay qua sao mộc năm 1974 và sao thổ năm 1979. Tàu thăm dò cạn kiệt điện và ngừng hoạt động năm 1995, đồng thời mất liên lạc. Tại thời điểm đó, nó ở cách trái đất 16,6 tỷ km. Con tàu đang hướng tới tròm Aquila dự kiến sẽ bay gần một ngôi sao trong tròm trong khoảng 4 triệu năm nữa. Một phương pháp khác được các nhà nghiên cứu thực hiện mang tên thông điệp Cosmic Horn. Theo đó, trong hai năm 1999 và 2003, hai bộ thông điệp vô tuyến liên sao được gửi từ Jabhatoria, Ukraine, hướng tới chín hệ ngôi sao. Thông điệp bao gồm ký hiệu đặc biệt tạo ra nhằm đại diện cho những dữ liệu cơ bản khác nhau như bảng chữ cái, phép tính toán, đơn vị đo lường, tên các hành tinh, nguyên tố hóa học, khái niệm vật lý, sinh vật học. Trong thời gian nghiên cứu, thông điệp đã được truyền nhiều lần. Ngôi sao gần nhất mà dự án nhắm tới là Gliese 49, nằm trong tròm Cassiopeia ở cách trái đất 32 năm ánh sáng. Ngôi sao xa nhất là 16 Cygni một hệ ba ngôi sao ở cách trái đất 69 năm ánh sáng trong tròm Sinus. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.